cạnh Trang My, Phương Anh hay Sang Hồng Ngọc, Tố My cũng là một trong những cái tên được cộng đồng mạng dành cho danh hiệu Ngọc Nữ Bolero. Trong số các giọng ca dòng nhạc Bolero trẻ, Tố My hiện là cái tên đắt số nhất, không chỉ bởi gương mặt đẹp, giọng hát ngọt ngào mà còn bởi sự chăm chỉ ra sản phẩm mới của cô. Theo đuổi dòng nhạc Bolero nên trong những sản phẩm âm nhạc của Tố My không mới về nội dung nhưng luôn khác lạ ở hình thức cũng như cách thức ra mắt. Không ngoa khi nói Tố My là giọng ca Bolero thời thượng nhất, khi cô luôn nhanh nhạy áp dụng gần như mọi hình thức quảng bá tiếp thị cho âm nhạc của mình với những dự án có số tiền đầu tư khủng. Tố My là nữ ca sĩ duy nhất mạnh dạn đầu tư cho dự án Streets Bolero với 6 MV ra mắt chỉ trong một tháng. Đúng như cái tên, hình ảnh trong 6 MV là những khoảnh khắc đầy tự nhiên, gần gũi của Tố My hát và ghi hình tại nhiều địa điểm đặc trưng của miền quê hương, vùng đất Quảng Nam của cô, Đà Nẵng với Bà Nà Hill, bán đảo Sơn Trà, phố cổ Hội An v.v. Bầu sáng pha rặt miêu, nguê ngoại xuống bên tre, về cái mương lương hoa hay là về sườn đống Ba Tri, uống bầu rung tiếng lá thoáng. Sau khi công chúng vẫn như đang thỏa thích với Streets Bolero, thì quán quân ca sĩ giấu mặt năm 2017 Tố My lại bồi tiếp cho một dự án hoành tráng hơn, MV và live show chờ người tại Đà Nẵng với khách mời là những giọng ca gạo cội như Mạnh Đình, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung v.v. Giọng hát cùng vẻ đẹp liêu trai, Tố My một lần nữa phác họa thành công chất riêng của mình trong MV cổ trang 3D chờ người. Dẫu vậy, Tố My dường như vẫn chưa hề có ý định chậm lại. Cô chia sẻ, với tôi Bolero chưa bao giờ là xưa cũ, tôi sẽ không bao giờ tiếc tiền của hay tâm sức cho các sản phẩm của mình và sẽ không ngần ngại thử nghiệm giao thoa Bolero với nhiều loại hình nghệ thuật khác. Nhưng dù có thử nghiệm như thế nào, thì những sản phẩm âm nhạc Bolero của Tố My vẫn phải đảm bảo 3 tiêu chí, hát bằng cả tâm tình, sản phẩm và sự sáng tạo, quảng bá nét đẹp của quê hương. Và Tố My cũng tiết lộ sẽ có nhiều MV Bolero êm tai, đám mắt khác của cô sẽ được trình làng trong năm 2018 huy hoàng của dòng nhạc Bolero thế hệ mới sắp tới. Dương áo mộng in đậm chung yêu đương. Khác với những cái tên trước đó, Tiêu Châu Như Quỳnh là tiểu thư con nhà nòi, có chú làm ca sĩ làm trường và chị họ là ca sĩ Minh Thư, nhưng không phải là nhà nòi hát Bolero. Với thành tích giải nhất ngôi sao tiếng hát truyền hình 2009, cùng không ít lần thử sức với bài hát Việt, tính đến nay Tiêu Châu Như Quỳnh cũng có thâm niên gần 10 năm ca hát mà vẫn mờ nhạt trên thị trường. Quỳnh tâm sự, tôi thấy mình thật lận đận với nghề và cũng từng stress kinh khủng, nhưng chưa từng có ý định bỏ nghề vì có đam mê, có giọng hát, có quyết tâm thì chắc chắn sẽ có một lối đi, một chỗ đứng cho riêng mình. Và rồi Tiêu Châu Như Quỳnh đã quyết định đi thi cặp đôi hoàn hảo 2017, Chữ Tình và Bolero để tìm một lối đi trong sự nghiệp. Đến với cuộc thi ca hát, Như Quỳnh chưa có một sản phẩm âm nhạc trữ tình nào trên thị trường hay trên mạng. Vậy nên khi cô hát Người Đi Ngoài Phố ở tập 1 của chương trình, hết thảy giám khảo khán giả đều há hốc mồm vì kinh ngạc trước độ trữ tình sẵn có trong giọng hát của cô. Và đến những tập sau đó với Chiều Mưa Biên Giới, Chuyện Tình Không Suy Tư, Tình Bơ Vơ, Liên Khúc Chiều Mưa v.v. toàn thể giám khảo và ban bình luận của chương trình đã đề nghị Tiêu Châu Như Quỳnh tạm quên nhạc trẻ chuyển sang hát Bolero trữ tình. Nhạc sĩ Minh Châu còn mạnh dạn khẳng định đây mới đúng là con đường của em. Mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa mau làm chim bay mọi cánh. Nhận được nhiều lời khen có cánh từ các bạn giám khảo của cuộc thi, Tiêu Châu Như Quỳnh đã tự tin hơn nhiều về sự lựa chọn con đường này của mình. Nhạc sĩ Minh Vi, giám đốc âm nhạc của chương trình, cũng cho hay Tiêu Châu Như Quỳnh là một trong ba nhân tố khiến anh bất ngờ ở chương trình này nhất. Chất tình sẵn có trong giọng hát, phong cách cộng với sự tập luyện nghiêm túc đã giúp cho Quỳnh tiến bộ rất nhanh trong cuộc thi. Và dẫu đang trên đà, nhận được nhiều lời động viên và khen ngợi, Quỳnh vẫn chưa có ý định làm album hay MV để đánh dấu thành công ban đầu này. Cô chia sẻ, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian và tâm trí để học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện cách hát. Nếu mọi người đã nói tôi hợp với dòng này,
thì để thi xong tôi bắt đầu chăm chút cho các sản phẩm trên con đường mới cũng không muộn. Biết công môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lửa chi mong thơ. Cái tên cuối cùng cần điểm đến cho ngọc nữ bolero hot nhất hiện nay chính là Quỳnh Trang. Cô gái mang tên Quỳnh Trang tên thật là Thùy Trang là gương mặt mới và trẻ nhất trong số những giọng ca bolero nổi bật. Cũng như Trang My, dù chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các sân khấu lớn, nhưng Quỳnh Trang là giọng ca triệu view trên YouTube và được cư dân mạng yêu ái gọi là thiên thần bolero. Quỳnh Trang sinh năm 1997, 20 tuổi, ở Tuy Hòa, Phú Yên, nhưng cả trên sân khấu lẫn đời thường, cô đều trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Không chỉ thu hút công chúng bằng dòng nhạc bolero bằng giọng hát trong trẻo, mộc mạc, Quỳnh Trang còn ghi điểm khi mỗi lần xuất hiện trên sân khấu cô đều diện áo dài nền ná, làm bật nên vẻ đài cát, cùng với gương mặt yêu kiều, ánh mắt đượm buồn, Trang tâm sự. Từ khi còn chưa biết chữ, tôi đã tự tin trình diễn trước cả nhà những ca khúc dù anh nghèo, và cũng từ dạo đó tôi đã nuôi ước mơ trong mình. Niềm đam mê âm nhạc trước tình quê hương, thần tượng giọng hát của tôi là ca sĩ Như Quỳnh và Phi Nhung. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắm, bỗng tràn đầy trong mắt. Sao sạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà như và thật hạnh phúc khi sau lần tham gia một chương trình truyền hình với kết quả không cao như mong đợi, Quỳnh Trang được chính thần tượng của mình là ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Từ đó Quỳnh Trang được Phi Nhung truyền nghề nên ngày một tiến bộ trong biểu diễn. Và cũng chính vì thế Quỳnh Trang là giọng ca bolero mới, trẻ nhưng thuần bolero nhất. Từ cách hát cho đến phong cách trình diễn, hỏi Trang có sợ bị thiếu sáng tạo hay không? Dễ lẫn với một số đông khi hát bolero, thuần chất đến thế cô gái trẻ nhã nhặn nói. Để hát bolero giống như một ai đó không dễ chịu chút nào. Tôi được mẹ Phi Nhung chốt cho mỗi ngày mà vẫn không sao hát được như mẹ. Nghệ sĩ mỗi người đều rất khác nhau, từ gương mặt, chất giọng, phong thái và cả kỹ thuật, cùng những sáng tạo trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi giữ cho những bản bolero của mình thuần nhất, vì tôi nghĩ những người yêu bolero chính là yêu sự mộc mạc chân chất của nó. Bằng cả sự chân chất mộc mạc của riêng mình, tôi tự tin vẫn sẽ chinh phục được người nghe, cùng thế hệ và cả những thế hệ trước, miễn là mình cố gắng cho rồi.